mì ba mì nước cốt đậm đà đậm chất vị, đậm chất 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 vị. Là tết về vết sẹo lớn trong tim cùng đôi bàn chân giờ đã đau mỏi, cố liên tục chạy sau những cú ngã không thể vực dậy, trong đầu là những câu hỏi sao nó chưa thấy nơi bình yên đắm say trọn đời, phải chăng không cần đến huấn luyện để có thể trải qua đắng cay ngọt bùi, nó ước mơ khán giả họ vang tên nó khi đứng trên sân khấu nhịp beat văng vẳng bên tai, xong ước mơ kia càng thêm khó rồi nó lại đâm cáu đám đông là căng thẳng trên vai, họ phán xét thông qua từng lời ca những kẻ đáng ghét chẳng biết gì về đời ta, rồi bản thân ta cũng từng thật đáng chết khi trách mẹ bỏ đứa con này và rời xa, bản thân ta đã sống quá tốt nên luôn để cho họ lừa, bôi trên toàn người giả tạo khiến ta lăn lộn như sọ dừa, tất cả những lời nói ken két mà ta nhận được từ những cái miệng xoay xoách cũng chỉ bởi một lý do đơn giản là bản thân nọ tiền, họ coi ta là cuốn sách nhưng chỉ nhìn vào trang bìa chứ không đọc ở bên trong, làm ta thấy lạnh ra thế giới này dù đất chật người đông nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ ở cạnh ta cho đến ta lạnh chạy. Nói ta nghe người hiểu gì về cô độc, ta sinh ra với tất cả điều kiện xung quanh nhưng luôn mang cảm giác không muốn biến ta thành nô bộc, suốt 12 năm đi học gia đình và nhà trường luôn muốn nó phải biết bài giơ tay nhưng không ai thỏa mãn tâm hồn thằng nhóc bằng cách dạy nó viết một bài thơ hay, đó nhìn vào thực tế luôn luôn cảm thấy mình thật bé để có thể làm điều đó, quả thật là khó một mình cố gắng đi ngược lại cả chiều gió, sẽ không ai quan tâm đến cái quá trình bài tìm cách để mang đam mê này ra trình bày và những quy tắc mà ba mẹ ta tạo ra sẽ là thứ tồn tại duy nhất ở trong gia đình này, nhưng ta không quan tâm đâu. It doesn't matter. Ta cứ lao ra, no matter the weather, leo lên thang, climb to a ladder, really wanna come and take me to another level. Oh my god, I'm so crazy. Chỉ cần một giây mỗi khi trả lời, nếu như rap là con đường bóng tối thì nó vẫn là con đường ta đi cả đời. Let me dream. Cầm tù bởi mẹ cha mình nên nhớ xiềng xích để cho kẻ mang tội chứ nó không phải từ danh để nói về gia đình, với ta thì đó chỉ là thứ cần phá bỏ để có thể giải thoát cuộc đời, vậy ngươi có hiểu nói đấng sinh thành như vậy trên truyền hình là giải pháp thật tội, ngươi toàn chỉ nói ngươi cần phải nghe thằng nhóc xỉa sói ngươi từng trải ghê suy nghĩ hèn kém tư tưởng viển vông bộ óc điểm tốt con người điểm không, ngươi nên hiểu rõ cha mẹ đã cố gắng dành cho ngươi toàn bộ tình cảm chân tình, còn với ta sẽ có ngày là nơi bắt đầu và ta sẽ không để cho những khó khăn trong cái sắp tới cản thân mình. Mì ba mì nước cốt đậm đà đậm chất vị, đậm chất 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 vị. Yeah, Yosé, Yosé, đây. Cảm tốt. Thưa quý vị, Ted và G Ducky. Tôi vừa chứng kiến cái gì thế này? Wow. Sở ra gà. Thành ơi. Xin lỗi lại làm phiền em nữa, anh cứ bị như vậy hoài. Thưa quý vị, tại sao hôm nay tôi khóc? Tôi muốn quý vị hiểu rõ là tôi chưa bao giờ phải diễn xuất trên sân khấu, và những giọt nước mắt này là hoàn toàn thật, dành cho những điều thiêng liêng và tuyệt vời xảy ra trên cái sân khấu này. Có những chiến binh như thế này, có những con người mà họ mang tâm hồn và câu chuyện cũng như là cái nội tâm cực kỳ
là phức tạp của mình lên sân khấu. Họ gặp nhau để họ chia sẻ và tạo cho chúng ta những cảm giác thăng hoa. Và tôi nói thật là nếu ai không cảm thấy mình hạnh phúc khi được theo dõi một tiết mục tuyệt vời thì tôi thấy tội nghiệp cho họ, bởi vì họ quá ngược đãi cảm xúc của mình. Tôi yêu Rap Việt và yêu những điều vừa xảy ra trên sân khấu. Rất là cảm ơn hai bạn, những chiến binh của tâm hồn đã làm bùng nổ cái khán phòng này. Và một lần nữa lịch sử lại xảy ra. Chắc chắn đây sẽ là một tiết mục mà người ta sẽ nhớ mãi và nhắc mãi về sau này trong khuôn khổ hành trình của Rap Việt. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai em rất nhiều. Xin mời Bin. Anh cảm giác cái nhạc của hai em nó giống như lửa than vậy đó. Nó rất là âm ỉ nhưng mà khi nó cháy thì nó bỏng rất là nặng. Và đối với anh, cái nghệ thuật để đem một cái cảm xúc của mình nó ra ngoài một cách thi sĩ như vậy, bản thân điều đó thôi nó là quá tuyệt vời. Và cái năng lượng của tụi em rất là commit với những cái gì tụi em đọc ra từ cái ánh mắt của tụi em, làm cho anh có cảm giác là tất cả mọi thứ nó đều real hết. Cảm ơn tụi em về cái màn trình diễn vừa rồi. Amazing. Cái phần trình diễn này cho thấy là hai bạn thật sự rất là nghiêm túc đối với rap. Về test, cái nhịp của em rất là chắc và cái giọng hôm nay cũng rất là hay nữa. Còn G-Ducky, khi mà em bước xuống từ cái cầu thang, mình thấy cái phong thái của em nó rất là bình tĩnh. Và em biết chắc chắn những gì mà em đang làm và cái flow của em nó rất là hay trong ngày hôm nay. Thật sự là chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chị ạ. Huawei. Đáng lý ra là mình nên thấy cái cảnh này ở vòng 3 giống hay vòng chung kết gì đó. Và Karik đã xài một cách rất là sang và xa xỉ luôn khi mà để cái cảnh này nó diễn ra ở vòng 2 như thế này. Khi mà hai người đối đầu với nhau á, cái cảnh đó là cái cảnh anh cũng muốn thực hiện, nhưng mà cái này là on the next level, man. Thật sự là bùng nổ. Và Karik, em nghĩ thế nào về một cái thí nghiệm hóa học mà em đã liều lĩnh làm? Em cũng lường trước được hai bạn sẽ cho em được một cái cảm xúc hãnh diện, tự hào. Em không nghĩ là khi mà hai người thể hiện hết mình ngày hôm nay, nó lại mang cho em lại một cái sự xúc động vậy. Tại vì các bạn thể hiện được quá rõ nét những cái phức tạp ở trong lòng anh bao lâu nay anh muốn nói ra. Có thể là do anh đã đi quãng đường này nó quá xa, quá lâu rồi. Cái vốn từ anh nó không thể là bằng tụi em. Cái cách anh thể hiện và có thể là đưa truyền cảm xúc tới người khác nó không bằng tụi em. Và anh rất vui, rất mừng vì tụi em đã làm thay cho anh điều đó trên sân khấu ngày hôm nay. Cảm ơn Karik với những lời nói rất là chân thành. Và xin mời hai vị giám khảo. Anh sẽ không nói quá nhiều về kỹ năng của cả hai, tại vì anh thấy mọi người đã đưa vào đây quá hoàn hảo rồi. Vũ khí của cả hai em là cái ngôn từ sắc bén. Anh là một người đi trước rất là nhiều năm, cái mức độ cảm của anh nó ở một cái level khác. Nhưng mà chính các em là những người đem những cái ngôn từ đấy cắm sâu vào lòng anh. Anh cảm được và anh nổi da gà. Thiệu có muốn nói gì không? Một màn trình diễn như này không thể nào mà không nói được, bởi vì nó quá tuyệt vời. Điều đầu tiên mà mình muốn nói đấy là không cần biết kết quả như nào, nhưng mà khuyên thật anh Karik nên đầu tư MV cho bài này. Bởi vì ngay khi xem trên sân khấu, đặc biệt là cái cảnh hai bạn giơ súng mặt nhau đằng sau là ánh mặt trời như vậy, nó hoàn toàn có thể là một phân cảnh trong một bộ phim nổi tiếng. Và thực sự cái không gian màu sắc của bài nhạc này nó cũng rất là phù hợp với một dòng nhạc cinematic như vậy. Nó có cảm xúc rất là thật, nó có cái sự bố trí cấu trúc rất là chuyên nghiệp. Anh rất là bất ngờ về Ted. Ở vòng trước thì em thể hiện một cái con người rất là sôi nổi, nhiều năng lượng. Nhưng đến vòng này thì em lại thể hiện ra được một cái cá tính vô cùng là sâu sắc, nhiều nội tâm. Và cái nội tâm của em được thể hiện ra rất là đúng mực, nó phóng khoáng và khá là bản năng. Và cái điều đấy rất là hay ở em. G-Ducky thì cái cách em sử dụng, sắp xếp mọi thứ ở trong phân đoạn của em thông minh và tính toán hơn Ted rất là nhiều. Cảm xúc em không build một cách bình thường mà em build nó từ một cảm xúc nhẹ, càng về sau thì cái cao trào đấy được em đẩy lên nó càng hiệu quả. Và cái tư duy như vậy thì thường chỉ có những người mà làm rất là lâu năm rồi thì mới có thể hiểu được, cũng như là có thể khai thác được hiệu quả. Và hai bạn tạo ra hai cái tính cách nó hơi khác nhau nhưng mà để kết hợp vào với nhau nó thành một cái màu sắc hoàn hảo. Xin chúc mừng cả hai bạn. Và với một phần trình diễn mang tính đột phá và ấn tượng như thế này thì chúng ta chắc chắn sẽ rất khó khăn để lựa chọn. Vì vậy cho nên rất cần sự đóng góp ý kiến của những vị huấn luyện viên còn lại. Nếu được lựa chọn, các bạn sẽ chọn ai? Mời Huawei. Anh Thành chơi khó em nhỉ. Trong trường hợp này á thì em sẽ chọn Stage. Số 4. Nếu phải lựa chọn, em sẽ chọn Ted. Nhưng G-Ducky cũng xứng đáng có một cái nón vàng. Binzi,
Thực sự rất là khó, còn khó hơn anh chọn chính thí sinh đội của mình nữa. Nhưng nếu anh phải chọn, Jidaki. Thì bây giờ sẽ là lựa chọn cuối cùng đến từ ban giám khảo. Mời Justity và Ramastic. Đây luôn là cái phần mà mình ghét nhất. Ngược đãi cảm xúc. Như một cú sút ngang cổ vậy. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải làm thôi. Dù sao thì anh nghĩ là hai bạn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và ngẩng cao đầu tự hào, bởi vì hai bạn biết là những điều sắp tới với hai bạn nó sẽ còn lớn hơn cái sự chiến thắng trên. Đó. 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 Gì đấy? Này giống như kiểu sầu riêng bao ăn hột lép vậy đó, nó để sẵn vậy đó, giờ không chọn gì chọn đi, còn lại là của tôi đó. Thấy ghét thiệt. Thank you anh. Ôi, tưởng nào rồi, quá đơn giản rồi. Chỉ đại đi, chỉ đại. Chỉ đại đi, kiểu giống như chỉ là đại đi. Lấy gì lấy, còn lại để tôi. Chết. Thằng bé nó chưa muốn về đội khác để nó bình tĩnh. Hai bạn đều được ấy hết mà. Biết người ta đang cảm xúc dâng trào ấy cái gì. Từ từ đi rồi ấy người ta. Thợ săn chơi đấy, thợ săn chơi đấy pha này. Cộng 50 điểm respect anh ạ. Sao em khóc? Tại vì đây là lần đầu tiên em được đứng trên một sân khấu lớn và nói hết ra những cái cảm xúc của mình. Và mọi người có thể hiểu được cảm xúc đấy của em thì em rất là vui ạ. Good job em. Anh thấy người trẻ như em mà làm được một cái bài đắt mà nó sâu như thế thì thực sự là cái người như anh khi mà nghe ở trên này sướng cực. Anh cũng rất là chúc mừng em, bởi vì không chỉ là màn trình diễn vừa rồi mà còn vì những giọt nước mắt như này nữa. Thì điều đấy cho thấy là em đang đi đúng con đường của mình, sử dụng đúng cái cảm xúc của mình vào đúng chỗ. Và nó sẽ giúp đỡ em rất là nhiều trong những con đường tiếp theo. Và hãy tự hào về điều đấy. Giọt nước mắt này không vô nghĩa, đúng không? Và lựa chọn của hai bạn là... Hai giám khảo quyết định người đi tiếp ở đội Karik sẽ là Jidaki. Chúc mừng Jidaki. Và như một định mệnh đã được an bài, chiếc nón vàng của Wowie xin gửi tặng em. Thưa quý vị, Tess sẽ là thành viên mới của đội Wowie. Chúc mừng Jidaki. Mời em làm lễ nhập môn. Hey yo, mình là Jidaki. Hãy cùng chờ đợi xem mình sẽ làm gì ở vòng thi tiếp theo của Rap Việt. Let's go. Mình hơi tiếc vì mình đã để thua Jidaki. Nhưng mà bù lại thì mình cũng khá hạnh phúc và thật sự xúc động, bởi vì anh Wowie đã ném cho mình một tấm mũ vàng. Cảm ơn anh Wowie rất nhiều. Gặp lại ở vòng sau nha. Đón xem Rap Việt chỉ có trên V Channel lúc 20 giờ thứ bảy.